Chào các anh em đang xem uh, miền Tây Solar ha. Bữa nay ngày thứ uh, chiều ngày à, trưa ngày thứ bảy ngày uh, 16 tháng uh, 16 tháng 4 2022 nha anh em. Thì mình uh, đang uh, tiến hành gói hàng. Uh, mới uh, buổi sáng là mình vẫn uh, công tác cho nên mình chưa gửi mấy anh được, mấy anh thông cảm nha. Sáng ngày mấy anh uh, liên hệ rất là nhiều. Bây giờ thì mình có thời gian rảnh rồi giờ về gửi liền mọi người. Uh, cái này là cái UFO 1000W uh, gửi tới cho anh Nguyễn Văn Chiến ở đường uh, Gò Xoài Bình Hương Hòa A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Gò xoài ha, Bình Hương Hòa A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái này 1000W UFO của Jinni chính hãng nha anh em. Cái hộp nó nè anh em. Là giá là 1 130 000 ngàn. Thì mình cũng nói với anh em luôn á thì ví dụ như anh em đặt hồi lúc 11 giờ thì chiều nay mình gói mình gửi. Rồi bưu điện nó sẽ vận chuyển, nó sẽ gửi cho anh em vào chiều mai hoặc là sáng ngày mốt. Đó hoặc là anh em xa hơn nữa thì tới ngày kia chứ còn không có thể nào trong ngày được nha anh em ví dụ như có nhiều anh em chắc anh em tưởng đâu là là shipper nó lấy hàng ở nhà mình rồi nó chạy tới tận nhà anh em hay sao anh em hồi gọi mình nói là mới đặt buổi sáng mà gọi hồi mình buổi chiều nói ủa sao nguyên ngày nay anh đặt sáng nay mà nguyên buổi chiều nay sao tới giờ mà anh không thấy hàng đâu trơn trời ơi chết mình luôn á anh em bưu điện nó vận chuyển thì nó phải nó phải lên đơn nó phải đưa vào cái trung tâm chuyển phát rồi nó đưa vào cái trung tâm khai thác đó mọi người rồi nó mới phân phối về các tỉnh bằng với chiếc xe tải á cho nên là cái nào cũng phải có thời gian nha anh em chứ còn trong ngày mà có hàng được liền là chuyện không thể nếu anh em ở gần thì nó ví dụ như chiều nay gửi thì chiều mai nó tới thì anh em ở gần ha mấy tỉnh lân cận còn ví dụ như ở ngoài bắc hay là trung á thì khoảng hai ba ngày nha mọi người chứ còn mà trong một ngày là không có thể nha nói cho anh em thông cảm nha chứ mình đặt hàng trên mạng nó vậy đó anh em mình phải vận chuyển qua bưu điện hoặc là việc theo bot hoặc là phải chuyển phát nhanh đều theo cái thủ tục y gan vậy mà mọi người đó à, thì bây giờ là một cái UFO à, 1000W chính hãng của Zindian nó có 908 cỡ ba 5730 rất là tuyệt vời ha à, thì cái tuần vừa qua là mình bán cái này gọi là doanh số là rất là cao anh em nào mà lúc này mua cái này thì mình nghĩ nó rất là sáng suốt luôn tại trên thị trường cái này á, là người ta bán một triệu tư một triệu rưỡi nhưng mà mình đang bán chỉ có một triệu một trăm ba thôi mọi người không nghe lầm nữa ha nhiều anh em à, nhiều anh em nói là là bán bán cái giá thấp quá vậy là hàng gì hàng phép hàng gì thì anh em mua cái 1 triệu rưỡi đem lại so sánh với cái 1 triệu 130 trăm ba ngàn của mình nếu mà nó có khác nhau là mình cho hết cái lô hàng của mình luôn anh em còn lý do mình bán rẻ thì mình đã nói với anh em mà đó giờ rất là nhiều mình bán rẻ là tại vì mình bán rẻ thôi ha chứ còn uh, mấy anh em khác bán mắt thì tại vì mấy anh em đó bán mắt thôi còn mình bán rẻ thì có rất là nhiều nguyên do giống như mình hiện tại nè anh em thấy mốt shop là tự mình gói tự mình làm hết ba cái mốt là mình xin của mấy bạn mình về gói luôn chứ mình không có mua luôn á rồi công cán dựng như công cán á là là đây đó là một người đây với mình người đó là hai người công nhà hết không mướn ai hết không cửa tiệm luôn đó thì anh em thấy là nhiêu đó thôi là anh em hiểu hiểu tại sao mặt hàng bên mình giá rẻ rồi không mình làm từ a tới z không từ z 300, tới v kép luôn đó nói chung là mình làm tất cả nên giá cả 300 trăm w rồi bên đây có đang gói, gói, gói 300w lòi mọi người còn bên đây thì đang UFO để gửi tới cho anh Nguyễn Văn Chiến ha được gọi xoài Bình Hương Hòa A à, Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh thì mình có nhận được một cái tin nhắn sáng trước khi mình đi làm anh em nhận đi dạy nhận được cái tin nhắn đọc sôi cơm luôn anh kia ảnh comment rất là, là 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 rất là 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 có thể là đọc cái comment đó mà bực mình một buổi chưa hết đó mọi người để video nào khác mình sẽ sẽ có thời gian nhiều hơn mình review cái 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 comment đó cho anh em xem đại loại là anh em nói á, là hàng phải tầm 3 triệu trở lên mới xài được chứ mấy cái mà triệu mấy này á, hoặc là hơn 1 triệu này hoặc vài trăm ngàn mình bán á, thì xài kiểu gì sẽ cháy chừng 3 tiếng đồng hồ nó sẽ không cháy nữa gì đó cái anh đó ảnh cũng ở Sài Gòn đó mình thấy cái cái, cái nít của ảnh là biết ảnh ở Sài Gòn ảnh bình luận về đèn rất là nhiều và anh nói là đèn năng lượng phải 3 triệu trở lên mới xài được thì cái đó là ý nghĩ của anh thôi nhưng mà với cái, cái ý nghĩ đó mà đèn năng lượng nào cũng 3 triệu trở lên á Là chắc không ai mua nổi đâu mọi người Không phải ai cũng đủ tiền để mua một cái đèn từ 3 triệu trở lên Với lại cái đèn mà dưới 3 triệu á Ví dụ mình bán cái đèn triệu mấy đi Mà anh nói sẽ trái 3 tiếng hồ đó, thì anh tới nhà mình Mình cho anh ở ăn chơi rồi nhậu rồi thoải mái trong vòng một tuần lễ mình test hết tất cả những cái đèn cho của mình cho anh đó xem không có cái đèn nào mà trái 3 tiếng hồ mà mà tắt hết đó, đó. đặc biệt là ví dụ như những, những cái zin đi ăn loại một rồi đi cho bao anh em là cháy một đêm rưỡi luôn hai đêm luôn chứ đừng nói mà anh chưa có nói chung là mình có comment lại mình trả lời là khi mình chưa rành về vấn đề đó thì đừng nói nhiều quá nói nhiều quá sẽ lòi cái cái không hiểu biết của mình ra đó mình nói thì nhiều khi anh động anh nghe được cái lời mình nói anh bực mình nhưng mà thực tế là vậy thấy không mình chưa rành thì mình đừng 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 có ý kiến nhiều anh em ừ, ý kiến nhiều người ta cười chết đó bây giờ ví dụ như cái zinian năm trăm đi À, với lại ngàn quá thì mình bán 1 triệu chín với hai triệu mốt thì người ta bán ba triệu mấy thiệt đó nhưng mà mình bán chỉ có 1 triệu chín với hai triệu mốt năm chục thôi đó mà hai cái đó thì người ta bán ba triệu mấy đó thì, thì, đủ hiểu rồi ha anh nghĩ là cái ba triệu mấy đó là giá ba triệu mấy nhưng mà mình bán có hai triệu mấy với 1 triệu mấy à đó 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 thì mọi người xem nhiều sẽ hiểu chứ còn mà coi phớt phớt thì sẽ không hiểu mình đang nói gì đâu thôi bây giờ mình sẽ tiến hành test đèn đi chứ mà nói trong ngày dài thì anh chiến anh buồn ngủ trước sau gì mình nghĩ anh chiến anh cũng xem video này để coi cái đèn của ảnh như thế nào đó thì bấm thì ngày, ngày hôm qua mình có gửi để cho các anh kia anh kia nói sao đèn không cháy ráo à, sao em test thấy ok quá mà anh về nhà anh không biết chỉnh như thế nào thì bây giờ anh em thấy nè anh em bây giờ muốn test đèn thì bấm cái nút màu xanh này cho nó cháy lên một cái đó thì lúc này thì chưa đụng tới remote mốt nha chưa đụng remote mốt hết đó nhưng mà cái đèn này nó sẽ cháy theo bản năng của nó và nó cháy vậy đó, đó nó cũng bật sẵn chế độ radar rồi mình mà đứng im cái là nó sẽ lưu lại lát nữa chờ một xíu thì nó lưu lại lưu không chưa thấy nó lưu lại à thôi nó chưa lưu lại ha mình mình bấm cái nút màu xanh đi ha rồi cho nó cháy lên cái đi rồi mình bấm nút radar rồi radar mình đứng im đi đứng im ráng đứng im đó lưu lại mình nhúc nhích cái nó sáng lên đó là chế độ radar ok rồi bấm auto auto nó sáng auto nó sáng lý do là tại vì mặt pin đang quay xuống giờ mình muốn test nó phải không mình dở nó lên dở lên thì thấy nó mặt trời nó tắt thấy không đó, tại vì tấm pin nằm dưới mà tấm pin nằm dưới mình dở lên cho anh em coi tấm pin đây 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 tấm pin nặng quá nặng lắm nha anh em tấm pin này đấy bỏ xuống bỏ xuống thì nặng quá đó thì đó, bỏ xuống thì nó sẽ cháy rồi nó nghĩ là bằng đêm ha rồi chế độ 3 giờ 5 giờ 8 giờ tăng giảm đầu sáng radar on off đó thì mình có anh em kia anh em hỏi mình nhận được đèn rồi mà bây giờ sao không cháy gì hết có nghĩa là anh em, anh chưa biết xài thôi bây giờ mình làm lại nè bấm nút xanh nè đó, cho đèn cháy lên anh em bấm nút auto đó, bây giờ mặt pin quay xuống nó nghĩ là bằng đêm nó cháy mình dở mặt pin lên thì nó nghĩ bằng ngày nó tắt còn bây giờ mình dở lên nè em em dở lên ngay dở lên tại vì cái anh qua anh gắn ở trên cái cây á anh thì mặt pin nó dở lên quay qua đây quay qua đây đó thì bây giờ mình giờ mình làm lại từ đầu cho anh em xem nè để giống như anh em trường hợp anh em này đó bây giờ thì nó sẽ không cháy ha bây giờ mình bắt đầu từ đầu nè nó đang sạc nha mọi người nút màu đỏ này cháy là đang sạc nè bấm cái bấm cái nó im re luôn đó im re luôn tất cả đều im re hết tại sao vậy mọi người tại vì mình nó đang sạc mà nó đang đưa tấm pin ra ngoài thì nó phải im re thôi giờ bấm nút auto cái này nó im re luôn đó bấm nút on off Im ra luôn Ok vậy Có nhầm gì không Đâu có bấm on nó cháy chứ Bấm lộn rồi Rồi đây nè Tại nãy bấm lộn mọi người này đây bấm Đấy Nhá lên À ban ngày cái đèn này chỉ nhá lên thôi Rồi 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 hiểu rồi Hiểu rồi nha anh em Tại vì hỏi nên mình test đó, mình để cho nó cái mặt nó quay xuống mà cũng không để ý nữa Thì bây giờ anh em khi mà anh em gắn lên cái trụ thì nó sẽ quay lên như thế này anh em bấm auto thì nó cũng nhá radar nó cũng nhá on off nó cũng nhá đó ban ngày nó không có cháy nha mọi người đèn này ban ngày không có cháy tại vì khi mà mình gắn ở trên cao á khi ban ngày nó cháy cái nó hết pin này kia nó tính toán rồi đó mọi người ban ngày mình bấm nó chỉ là chớp 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 vậy thôi à đó rồi bây giờ để xuống cho nó giống ban đêm đi để xuống để xuống cháy không không cháy phải không không cháy thì bấm nút này đó bấm này ấm auto thì chắc chắn nó sẽ cháy tại vì giờ nó quay mặt pin xuống nó nghĩ là ban đêm rồi bấm ra đà đà chắc chắn nó cháy có bấm on off và nó tắt thôi on off mà tắt đấy anh em muốn nó cháy ra lại thì anh em bấm auto đấy vậy là dở cái đèn lên đây làm lại là, lần là nữa cho mọi người xem nó rành ha đèn này nhiều người mua lắm đó nói chung là cái đèn này chỉ cháy ban đêm thôi ban ngày anh em test thì nó chỉ cà chớp và chớp vậy thôi đó nó không cháy ban ngày nha tại vì ban ngày cháy để làm gì mọi người đó nó không có giống mấy cái đèn pha đèn pha thì mình muốn cháy giờ nào cũng được còn cái này thì ban ngày nó không cháy đó tại vì này đứng ngoài trời mà ban ngày cháy làm gì thôi mình kết thúc video đây đèn đã test xong hết rồi ok hết tất cả kiểu để xuống cái nữa đây để cho anh cháy mọi người xem cái nữa đó rồi mình bấm nút auto lại cho nó cháy cái. đó đèn nó ok rồi mình gửi cho anh chiến ha ở, ở Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn anh đã mua hàng. Anh em nào mua hàng liên hệ qua Zalo 076 687 4311. Anh em nào xem kênh yêu thích nhớ cho kênh miền Tây Solar cái đăng ký kênh nha anh em. Xin chào anh em, hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo.